Hi, xin chào mọi người. Hiện tại là Bằng đang đi lại cái một trong những nơi rất là nổi tiếng của thành phố Cao Hùng mọi người. Đây là đường phố của Đài Loan này. Được thấy không? Xe máy và xe hơi họ chạy chung với nhau. Đường thì cũng khá là nhỏ, nhìn rất là giống với Sài Gòn luôn á. Cũng đậu xe cặp lề đường. Buôn bán theo nhà ở luôn. Chị Bằng cho biết là thành phố này đất rất là mắc mọi người. Vì nó là nền kinh tế lớn thứ hai của Đài Loan á. Đây là những quán ăn của người Đài mọi người. Này họ bán gì đây? Bánh mì. Đây chính là cái nơi mà Bằng nói với vị nè. Nổi tiếng chứ. Rất nổi tiếng luôn. Nơi vô cùng nổi tiếng của Cao Hùng. Đó chính là cái Long Hổ. Chùa Long Hổ mọi người. Đến Đài Loan mà không đến chỗ này là ổn lắm á. Bây giờ chưa tới Đài Loan. Đây. Không rồi. Sao trong hình nó chụp vắng không có bóng người, sao đây người dữ hả? Chứ bình thường có đông không? Bình thường 7 chủ nhật có. Cuối tuần là cũng có người. Thường thường có ít. Bữa nay lễ. Đây là Long Hổ, chùa Long Hổ. Cái miệng của con cọp với miệng của con rồng là mình có thể đi vô được luôn nha mọi người. Và đi là đi từ bên con rồng ra con cọp. Ý nghĩa của nó là cầu mong sự cát tường như ý mọi người. Nên là người ta phải đi đúng chiều vậy, không có đi ngược lại. Nên mọi người thấy người ta sống ai đi ngược lại đó, người ta sẽ đi đúng chiều luôn. Đi từ bên con rồng qua con cọp. Bây giờ chút xíu nó Bằng sẽ đi vô, Bằng đi thử cho mọi người coi. Cầu mong sự cát tường như ý nha. Bây giờ là Bằng sẽ đi vô trong cái miệng rồng mọi người. Vô miệng rồng, ra miệng cọp đó Bằng. Vô miệng rồng, ra miệng cọp. Đây mọi người, sau lưng Bằng là cái đầu của con rồng mọi người. Bây giờ là Bằng sẽ đi vô đầu con rồng, ra đầu bên đầu con cọp. Đi vô ha. Đi, vô. Vô cái miệng con rồng đây. Bước vô miệng con rồng. Ồ, mình đang đi trên cái lưỡi rồng. Ồ, ở đây có tượng nha. Có một thang nha. Đây là phía bên trong của cái tượng con rồng mọi người. Hai bên này có rất là nhiều tượng. Cái nào ông thầy dạy học nè. Thầy dạy học. Cái này giống là gì, nông canh ngư phú gì quá vậy. Xuống cầu thang đi. Đây là ra tới sau lưng của con rồng rồi. Bữa nay nó mua cho lên. Này còn leo lên được cái tháp luôn hả? Ừ, đó nó cho lên vậy. Nó tết nó mua cho lên. Đây là cái đuôi con rồng rồi. Cái hồ nước này bình thường có sen á hay? Có sen chứ. Đúng không? Nè, thấy lá sen này nhưng mà tại vì sao nó bị tàn hết rồi? Tàn rồi, lạnh quá. Lạnh hả? Trời nóng á. Mùa hè nó mới có thôi đúng không? Cái này nóng quá. Nhưng mà là bình thường nó có sen ở đây. Có sen. Cái này là cái sông mà. Sông hả? Cái sông người ta bơm nước cho cái này là cái sông. Đi con. Bằng cái hồ nước đúng không? Ở hồ nước chứ mà cái sông cái hồ. Rồi bây giờ mình đi ra chỗ con cọp. Đây là sau đuôi con cọp nè. Đi cầu thang. Nó đòi đi vô con cọp á. Thank you.
chui vô này là ngay cái bụng của con cọp nè. Ồ, sao cũng có người đi ngược lại ta? Ơi hả? Mình phải đi đúng chiều mọi người. Nhưng mà thật ra nếu mà không biết thì đi sao cũng được, mà phải đi đúng chiều nha. Đi từ bên con rồng qua con cọp. Con cọp ngắn hơn con rồng. Cái rồng dài. À, bây giờ mình bước xuống cái lưỡi cọp. Rồi, vậy là xong. Xong hành trình, các tường như ý là xong rồi đó. Đó. Ở đâu qua đó là có gì nữa? Cái hả? Bên đó có con gì vậy ta? Ồ, con rồng với mẹ Quan Âm. Yeah. Mẹ Nam Hải. Mình đi cặp bên bờ hồ hả? Cái đâu cần vô chợ đúng không? Đâu, cặp bên này qua tới đó rồi. Ra đi luôn. Bây giờ là bạn sẽ đi tiếp qua bên cái tượng mẹ Nam Hải mọi người. Ở phía bên kia có cái tượng Phật Bà Quan Âm đứng trên cái con rồng xanh đó mọi người. Đó là tượng Phật Bà mẹ Nam Hải. Đây. Người Phúc Kiến là họ thường hay thờ cái bức tượng đó lắm. Bởi vì bảo hộ cho họ trên những cái chuyến tàu đi trên biển đó mọi người. Rất là đông người nha. Ở đây có một cái chợ. Ở đây có một cái chợ trời nữa. Nghe mùi đặc trưng của Đài Loan luôn. Tàu hủ thối với cái mùi giống như mùi ngũ vị hương vậy đó. Người dân Đài Loan đây rất là dễ thương nha mọi người. Họ không có chen lấn, cũng không lớn tiếng, nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Và thật sự nói là họ rất là tử tế mọi người. Nhưng mà trong cái phần về giao thông của Đài Loan thì vẫn còn nhiều cái chưa có được tốt cho lắm. Họ chạy xe vẫn còn hơi giống như kiểu Sài Gòn mình đó. Họ chen chúc nhau ghê lắm. Không có nhường nhịn trên cái vấn đề xe cộ và giao thông. Nhưng mà về trong xã hội và giao tiếp họ rất là tử tế luôn. Đây. À, tới cái chỗ tượng mẹ Nam Hải nè mọi người. Cái này cũng không có nhân. Thôi chú mà. Có nhân không? Không, cái này nó bơ. Bơ hả? Đồ nó sao? Đồ nó này nước của Đài Loan. Đồ nó hôm qua là đồ nó của nước ngoài. Không, cái đồ nó này ở Mỹ nó cũng y chang vậy đó. Hình y chang vậy. Cái gì vậy con? Đây. Này hạt dẻ nè. Hạt dẻ nướng hả? Bự ha. Trời ơi. Thần nó mệt chết. Trời, nó bán cây cảnh nhìn đẹp quá vậy. Ôi, cây xương rồng có chút xíu mà sao hoa dữ vậy ta. Trời, hoa thiệt luôn á.
Rồi nó hoa thiệt á em. Ờ, anh tưởng hoa giả mà hoa thiệt á em. Đừng có đụng với con gai nha, gai chết trời đẹp quá vậy. Hoa thiệt quá, căng màu luôn kìa. Đẹp không? Đã ha. Làm đẹp quá. Đây. Làm đẹp quá. Cái này giống giống kèo 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 kéo. Sư. Đúng rồi. Cái con một xanh. Giống kèo kéo. Ê, nước mía Đài Loan mọi người. Nước mía Đài Loan nó màu xanh. Thấy không? Hôm qua mua vỗ em tưởng nó nhậm màu nhưng mà không phải. Mà do cái loại mía bên đây nó vậy. Nhưng mà hay nói cái mía hồi nãy là ta luộc xong rồi người ta mới nướng xong mới ép. Nướng xong mới ép. Đúng đó là 3 ly là 10 đồng, 3 ly 100 đồng phải không? 3 sữa khoai. Đây chỗ bán tàu hủ suối mọi người. Quá thúi luôn. Đó là đúng thúi luôn. Tàu hủ suối, tàu nướng. Ở đây họ thích ăn cái muối xíu mại. Xíu muội á. Muối xíu muội. Đây là chân trâu đường đen mọi người. Họ đang làm luôn á. Nghe mùi chân trâu đường đen luôn á. Heo của con kìa. Chân trâu đường đen phải không? Thơm ghê. Yeah. Ok thôi đi nha. Thôi ra. Ở bên kia là cái bánh giống bánh bao mà nó làm nếp mà nó làm. Nó lấy khoai lang. Khoai lang.